để nâng cao nhận thức của các ngành các cấp, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ngày 5 tháng 8 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 09 về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết được ban hành và triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến trong thực tiễn như thế nào, những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, cần nỗ lực triển khai những giải pháp trọng tâm gì để Nghệ An phấn đấu luôn giữ vị trí thuộc nhóm 25 đến 30 tỉnh thành phố có chỉ số cao về chuyển đổi số trong thời gian tới. Bấm số xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa, quét mã QR code, tìm hiểu các thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Với mục tiêu lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm của chuyển đổi số, thị xã Thái Hòa đã triển khai thực hiện nghị quyết 09 của tỉnh ủy Nghệ An gắn với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chuyển đổi số để tạo điều kiện cho nhân dân khi lên làm thủ tục hành chính tại ủy ban nhân phường rất là thuận tiện. Cần hỏi vấn đề gì chỉ cần quét qua cái mã QR cái là có thể ra hết tất cả. Do đó là mọi thủ tục làm rất là nhanh gọn. Trong tấm của nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đó là việc chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và mục tiêu là nâng cao cái chất lượng dịch vụ công hướng đến người dân và doanh nghiệp. Ngay sau khi mà có nghị quyết 09, thì xã Thái Hòa đã đầu tư nâng cấp dần cái hạ tầng về công nghệ thông tin trên cơ sở những cái hiện có để kết nối đồng bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao cái trình độ năng lực để mỗi cơ quan đơn vị có một cái cán bộ công nghệ thông tin. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền ở thị xã Thái Hòa đã đưa kết quả triển khai chuyển đổi số thành chỉ tiêu đánh giá hàng năm của các tập thể, cá nhân. Đến nay, tất cả các trung tâm giao dịch một cửa đã trang bị máy vi tính có kết nối mạng Internet, máy in, máy scan để giúp người dân tra cứu và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 9 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 71 tổ công nghệ số cộng đồng khối xóm đã được thành lập để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong công tác chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cấp ủy phường đã xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và là cái khâu đột phá để phát triển. Cho nên đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Một số cái chỉ tiêu theo nghị quyết 09 thì phường đã đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Như là cái dịch vụ công trực tuyến thì đã thực hiện đến 90%. Rồi là các cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng thì cũng đạt trên 90%. Để triển khai thực hiện nghị quyết số 09, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Theo đó, ưu tiên chuyển đổi số trong phát triển chính quyền số và các lĩnh vực có tác động xã hội liên quan trực tiếp hàng ngày tới người dân. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc tích hợp công nghệ vào quá trình giảng dạy và học tập, sử dụng các phần mềm giáo dục hiện đại đã tạo ra môi trường học tập mới mẻ và tiện ích cho cả giáo viên và học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hình thức lớp học số tại 100 trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi giờ học tiếng Anh sẽ có 2 giáo viên lên lớp, giáo viên bản ngữ dạy online, còn giáo viên của nhà trường hỗ trợ kết nối và đánh giá kết quả của lớp học. Với mô hình lớp học không biên giới, lần đầu tiên học sinh ở các trường học nông thôn miền núi được giáo viên bản ngữ trực tiếp hướng dẫn cách phát âm giao tiếp tiếng Anh. Đây là một cái hình thức học mà tôi nghĩ là phù hợp với các học sinh ở nông thôn, ở vùng xa trung tâm. Các em chưa đủ cái điều kiện để theo học những cái khóa học trực tiếp ở thành phố, cho nên rất là phù hợp với những cái khóa học mà online như thế này. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là địa phương đầu tiên trên cả nước sử dụng chữ ký số vào sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chuyên môn như hệ thống thi trực tuyến, tuyển sinh trực tuyến đầu cấp. Chuyển đổi số đã làm thay đổi phương thức hoạt động của giáo dục đào tạo, đổi mới khâu kiểm tra đánh giá học sinh theo phẩm chất năng lực của người học, đảm bảo giám sát được quá trình dạy và học hướng tới học thật, thi thật và chất lượng thật.
nhà trường tăng cường cái việc sử dụng các cái hồ sơ điện tử, từ là cái giáo án điện tử, rồi sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, số hóa các cái văn bản tài liệu của nhà trường, và nâng cao cái chất lượng dạy và học, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới và những cái độ mới trong thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong quá trình đi thực hiện phần mềm tuyển sinh đầu cấp này, phụ huynh có thể tự đăng nhập để đăng ký là nhập học cho con ngay ở nhà, tạo ra một cái sự minh bạch, khách quan. Đó là cái việc sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp để xét lớp. Thực hiện nghị quyết số 09 của tỉnh ủy Nghệ An, ngành y tế đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành bệnh viện, giám sát dịch bệnh, quản lý sức khỏe cho người dân. Từ nguồn phân bổ sự nghiệp y tế, Sở đã đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại 15 đơn vị, đầu tư 460 máy đọc mã QR đa chiều phục vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Nói chung là từ khi áp dụng cái phương pháp mới này, quẹt thẻ và lấy tích kê thì điều kiện khám bệnh nó sẽ tốt hơn, công bằng, rồi nhanh và không phải thời gian chờ đợi lâu. Trong cái bệnh án điện tử thì cái phần mềm càng thông minh thì nó càng hỗ trợ được người dùng, nó cảnh báo cho bác sĩ, nó hạn chế sai sót, và cái hệ thống cận lâm sàng chính xác, kết nối dữ liệu liên thông của các cái hệ thống với nhau. Trước đây chẳng hạn thì mà không có bệnh án điện tử, bác sĩ thì phải chờ kết quả xét nghiệm trả lên. Nhưng bây giờ thì có bệnh án điện tử thực hiện rồi thì bác sĩ ngồi khám bệnh thì phim chụp ở trên máy thì có ngay kết quả xét nghiệm, nó đẩy ngay trước mặt. Trong số 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, thì lĩnh vực tư pháp có 6 thủ tục hành chính. Là tỉnh có số lượng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đứng thứ 3 cả nước. Sở Tư pháp Nghệ An đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lý lịch tư pháp, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Từ tháng 5 năm 2023, Sở Tư pháp thực hiện số hóa kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp để chia sẻ, kết nối dữ liệu với các ngành có liên quan. Người dân muốn đi tham gia cái xuất khẩu lao động thì phải cần có phiếu lý lịch tư pháp. Mà trước đây để mà có phiếu lý lịch tư pháp này thì xuống tận dưới Vinh đăng ký trực tuyến, rất thuận tiện cho người dân để tiết kiệm cái thời gian cũng như là tiền bạc. Nghị quyết số 09 của tỉnh ủy Nghệ An được ban hành và triển khai thực hiện đã từng bước góp phần hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dần được hình thành để kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung. Các chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử của tỉnh thường xuyên đạt mức khá của cả nước. Kết quả rà soát theo mục tiêu đề ra đến năm 2025, nay đã hoàn thành 8 trên 11 mục tiêu về chính quyền số, 2 trên 6 mục tiêu về kinh tế số, 1 trên 3 mục tiêu về xã hội số. Về công tác công nghệ thì chúng tôi đã xây dựng các cái nhà mạng ứng dụng công nghệ cao như các cái nhà mạng của Israel, và hệ thống tưới thì chúng tôi đã xây dựng cái hệ thống tưới nhỏ giọt hoàn toàn tự động, thì chúng tôi có một cái hệ thống fanpage rất nhiều người tiếp cận được ở trên toàn quốc. Chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế xã hội. Cần quá trình thay đổi từ nhận thức, tư duy và hành động của toàn xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, nhận thức, quyết tâm chính trị về chuyển đổi số của một số cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn. Nhiều cơ quan đơn vị chưa mạnh dạn thay đổi phương pháp, cách làm việc truyền thống. Các giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin chưa đồng bộ, hiệu quả khai thác chưa cao. Tương Dương là có 6 dân tộc thiểu số, cho nên là mặt bằng dân trí là nó cũng đồng đều. Công tác tuyên truyền rất là khó khăn. Trang thiết bị như là cái điện thoại để mà đăng ký cái tài khoản mà thực hiện dịch vụ công nó cũng rất là hạn chế. Trong quá trình mà liên thông giữa một cửa điện tử và đăng ký hộ tịch trực tuyến trên phần mềm của Bộ Tư pháp thì vẫn có những cái khó khăn, như là cái sự liên kết giữa hai cái dịch vụ này là cũng chưa thực sự là nhuần nhuyễn và thống nhất với nhau. Bây giờ cán bộ là phải đứng ra là hướng dẫn, thứ nhất là hướng dẫn cái cách tải cái thành phần hồ sơ, tức là scan hồ sơ, thứ hai là hướng dẫn vào các cái đường link của
dịch vụ công để hướng dẫn cho người dân để hoàn thiện thủ tục. Thì hiện nay thì về cái cơ chế chính sách thì mang cái tính nó chưa đồng bộ, chưa được cơ cấu cái giá với công nghệ thông tin vào trong cái giá của dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Nguồn nhân lực cho cái vấn đề công nghệ thông tin tại các cái đơn vị của ngành y tế thì vẫn cứ đang còn vừa thiếu và vừa yếu. Sự đồng bộ về các cái dữ liệu đối với các cái đơn vị trong ngành y tế để kết nối liên thông với cái dữ liệu quốc gia hiện nay thì vẫn chưa được triển khai thực hiện. Nghị quyết 09 của tỉnh ủy Nghệ An đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đạt từ 50% trở lên. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối ứng dụng trên địa bàn tỉnh theo lộ trình của chính phủ. Thái Hòa vẫn tiếp tục các nội dung giải pháp đề ra bằng đồng bộ cái chương trình kế hoạch triển khai nghị quyết 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với cái việc là tăng cường cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, trong đó chú trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cùng với cái hệ thống đánh giá, trong đó đánh giá về cái kết quả thực hiện nội dung chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, mà cụ thể là hiệu quả chất lượng công việc, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể để lan tỏa đến hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các cái nội dung chuyển đổi số. Chúng tôi cũng chỉ đạo thúc đẩy cái UC cái giai đoạn 2 nó có cái hoạt động đổi mới cái quản trị sâu hơn, và chúng tôi cũng quan niệm là cái chuyển đổi số cộng với là đổi mới quản lý nhà trường cộng với là phát huy cái vai trò tự chủ sáng tạo của các hiệu trưởng nhà trường, thì chính cái đó chính là tạo đột phá trong đổi mới căn bản cho nền giáo dục đào tạo và thực hiện thành công thì chương trình giáo dục thông 2018. Thời gian tới thì sẽ bám sát cơ sở để tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn, rồi đôn đốc thực hiện các cái nhiệm vụ được giao, rồi hỗ trợ các cái nguồn lực để cho địa phương xây dựng cái hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cái việc là tuyên truyền đến tận người dân để người dân hiểu được những cái lợi ích khi thực hiện các cái thủ tục trên môi trường điện tử. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Do đó, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của người đứng đầu và sự tham gia của toàn dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu số sẽ làm đổi mới toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đưa Nghệ An là tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững.